Cho các bạn tin nhanh 24/7, những sở thích quá đáng khó tin của Hoài Linh. Thích xem liệm người chết. Hoài Linh là danh hài hàng đầu Việt Nam hiện nay. Nhìn mặt anh, ít người nghĩ sâu trong người danh hài này lại có những sở thích có phần quái đản như vậy. Nhưng nhìn ở mặt khác thì đây là con người có nghĩa cử cao đẹp mà danh hài muốn mang đến cho những người không may mắn. Danh hài Hoài Linh từng chia sẻ anh rất thích và bị thu hút vào việc cúng tế liệm người chết. Đứng trước một tang gia, Hoài Linh thường bị thu hút vào việc hiếu một cách rất tự nhiên. Anh không ngại khấm tay vào liệm người mới mất một cách tỉ mỉ và công phu. Đồng thời anh cũng sẵn sàng đứng ra lo chuyện cúng tế tang gia một cách cẩn thận đến từng chi tiết nhỏ nhất. Được xem là hành động khá lạ so với một ngôi sao như Hoài Linh, bởi vì khâm liệm thường dành cho người có nghề hoặc thân quyến trong nhà đã mất. Chỉ một ngôi sao, đặc biệt danh hài hàng đầu Việt Nam có sở thích này khiến nhiều người bất ngờ. Sở thích này của Hoài Linh bắt nguồn từ việc hồi nhỏ bố anh thường hay mua sách kinh dịch, tử vi, phong thủy cho danh hài này xem. Hoài Linh đặc biệt bị thu hút bởi các sách về tục lệ nghi lễ ma chay của người Việt. Ngay từ nhỏ anh đã thích xem việc cúng tế bế lễ người trong đám tang, thậm chí Hoài Linh còn tỏ ra xem người ta khâm liệm có đúng theo những gì sách nói hay không. Với nhiều người vì chuyện ma chay đáng sợ, nhưng Hoài Linh lại coi đó là việc hiếu đáng quan tâm. Tiết kiệm đến khó tin, các fan của Linh khá lần đau xót khi chứng kiến cảnh thần tượng mình ăn uống khô khan đến tiết kiệm. Tội nghiệp, anh thường xuyên ăn cơm hộp và bánh mì kẹp. Hoài Linh chia sẻ, tôi là thế đấy, tiện đâu ăn đấy, tôi cứ thích anh em ăn cho vui. Công việc nhiều khi bận quá, không có thời gian ăn nữa. Nghịch lý ở chỗ Hoài Linh đang đến như một trong những nghệ sĩ đắt show và nhận nhiều tiền cát xê nhất Việt Nam hiện nay. Cho nên nhiều người cứ ngạc nhiên về việc khâm khổ của anh. Trái lại với những bạn bè trong showbiz như Đàm Vĩnh Hưng, luôn xuất hiện với hàng hiệu, nhà lầu, xe hơi và số tiền tỷ gây sốc, Hoài Linh vẫn cứ một mạc đi dép tông, ăn vỉa hè, mặc áo phông, quần sóc, v.v. Nhiều người chơi anh giàu nhưng lại là màu, anh bảo, tôi có thể giàu nước vách đổ tường, nhưng với tôi, sống không phải vì tiền, vì không thể mang theo tiền, không thể làm ảnh hưởng đến anh em, tiền bạc dành cho mình như hiện nay. Hoài Linh chia sẻ, chết tiền bạc đâu đem theo được, chết rồi ai cũng phải về với cát bụi, chỉ có những điều tốt đẹp mà còn lại. Xây nhà thờ tổ 100 tỷ. Nhiều người cho rằng căn nguyên của căn bệnh tiết kiệm, ăn uống khô khan và tham tiền của Hoài Linh xuất hiện từ tâm niệm muốn xây nhà thờ tổ cho anh. Ngôi nhà thờ tổ nghề sân khấu có kinh phí xây dựng đến hàng trăm tỷ đồng khiến danh hài phải cài như trâu để lấy tiền. Đây là công trình để đời của Hoài Linh khi anh bỏ ra và quyết tâm như đổ dồn mọi tiền bạc vào công trình này. Hoài Linh tỏ ra hết tiền dành dụm của mình, tiền và sao già nhiều năm đi diễn để dành cho công trình này của Hoài Linh. Không đếm ngày tham gia nhiều chương trình để có tiền xây dựng đền. Lạ là ở chỗ chưa bao giờ người ta thấy Hoài Linh khoe hàng trăm tỷ, nhưng công trình nhà thờ tổ sơn nghề lại được Hoài Linh chăm chút từng ly từng tí. Từ lúc khởi công đến ngày hôm nay, công trình này đã gần như hoàn thành. Hoài Linh luôn từ chối về chi tiết kinh phí xây dựng, nhưng theo chia sẻ của nghệ sĩ Cát Phượng thì quyết định chi ngốn khoảng hơn 100 tỷ của danh hài này. Số tiền lớn và được Hoài Linh luôn tâm niệm tự thân vận động, không kêu gọi xin tài trợ. Bởi Hoài Linh, công trình này là tờ tổ sân khấu, là sự báo đáp mà anh dành cho tổ nghề kia đã đãi anh suốt hơn 20 năm qua. Cảm ơn vì theo dõi clip này. Hẹn lại ở clip kế tiếp. Nhớ like hoặc share, nhấn subscribe.